Bộ phim truyền hình Lưới Trời dài 80 tập với sự tham gia của các diễn viên Nhật Kim Anh, Trung Dũng, Vũ Ngọc Ánh, Bích Ngọc, Thân Thúy Hà đang thu hút sự quan tâm của khán giả. Ngoài nội dung gây cấn, người xem còn đặc biệt chú ý đến đoạn nhạc khắc khoải vang lên ở phần giới thiệu phim, cùng những phân đoạn nhuốm màu đau thương của nhân vật chính Út Hạnh. Không để khán giả đợi lâu, mới đây nhà sản xuất phim đã hé lộ về bản nhạc phim chính thức. Ca khúc mang tên Duyên Lỡ do nhạc sĩ Phạm Hồng Biển viết, được thể hiện bởi ca sĩ Hồ Trung Dũng với nội dung khắc họa cuộc đời người con gái lỡ duyên. Nhạc sĩ Phạm Hồng Biển tiết lộ, anh nhận lời từ đạo diễn Nguyễn Phương Điền viết ca khúc này sau khi xem qua một vài tập phim. Số phận của Út Hạnh đã khiến anh viết rất nhanh những câu hát mở đầu và càng về sau, cảm xúc càng dâng trào nên chỉ mất gần 2 tuần là ca khúc đã hoàn thành. Bản hòa âm được sử dụng tiếng piano, cello và violon, chủ đạo, mang đến sự da diết khôn nguôi, xoáy vào tim của người nghe, đặc biệt là phần điệp khúc chất chứa nỗi đau, sự day dứt và có chút hoài niệm tiếc nuối. Nhiều khán giả để lại bình luận, bài hát quá hay, giọng hát cũng quá hay, làm tròn đầy thêm cảm xúc về một bộ phim với nhiều tình tiết giàu kịch tính. Nhạc phim góp phần lớn trong việc đẩy cảm xúc của người xem khi dõi theo số phận của Út Hạnh. Bài hát rất hợp với bộ phim xưa, kể đúng về số phận đầy tuổi cực của nhân vật chính. Đạo diễn Nguyễn Phương Điền cho biết khi nghe Duyên Lỡ, anh cảm thấy hài lòng bởi câu chuyện và cảm xúc được viết bám sát kịch bản, thể hiện đúng số phận của người con gái kém may mắn trong tình yêu nên đã lựa chọn làm nhạc phim chính.